được coi là tinh hoa núi rừng Nga. Mật ong Basker Honey được tạo ra từ khu sinh thái Baskotostan, nơi có mùa đông khắc nghiệt kéo dài, đáp ứng được điều kiện cho ong Persian thuần chủng sinh trưởng và phát triển. Người dân bản địa Nga thu hoạch mật chỉ khi đã đủ độ chín, đặc sánh, thuần thục kỹ năng thu hoạch mật vô cùng khó khăn do các hốc cây chứa mật ong luôn ở trên cao và nằm sâu trong rừng. Đặc biệt, mật ong Basker được biết đến với mật từ hoa Linden giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng, giúp cải thiện các chứng viêm, đau nhức, tăng đề kháng. Được dùng trên trạm IS, mật ong Basker Honey là món ăn được chọn phục vụ cho các phi hành gia Nga, đồng thời cũng là niềm tự hào của nước Nga được trân trọng làm quà tặng cho các chính khách khi đến thăm Nga. Sản phẩm nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty Dược phẩm Trung ương CBC1 với hơn 50 năm trong ngành y tế, với niềm tin mang đến sức khỏe cho người Việt từ loại mật ong tinh hoa núi rừng Nga và chất lượng quốc tế. Basker Honey, đất lành, ong quý, tạo mật ngon.